Đây là toàn bộ hài cốt còn lại, mới được chúng ta khai quật lên với sự chứng kiến của mọi người. May là phần xương sọ, bao gồm cả bộ răng, vẫn còn nguyên. Bà hãy bình tâm để xem kỹ lại bộ xương này, coi có phải là của chồng bà không. Tôi biết rồi, tôi bình tâm rồi thưa quan. Dạ. Người này vẫn còn đủ răng cửa hàm dưới, bàn chân không xòe ra, rõ ràng không phải ông ấy. Không, không phải chồng tôi, không phải ông ấy. Trời ơi, đây là ai vậy?